Hi, chào mừng tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn ạ. Thì hiện tại thì mình đang có mặt ngay cái chỗ dự án Limon Quy Nhơn, còn có tên gọi là dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn đó quý vị ạ. Đó. Thì hôm nay mình đến đây để mình quay hình ảnh thực tế cho quý anh chị xem cái dự án cực kỳ đắc địa Thiên đường xanh Quy Nhơn ạ. Thì cái dự án này chủ yếu là xây dựng các khu resort, khu villa, khu căn hộ du lịch, xây dựng những cái tiện ích như là khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ thương mại đó quý anh chị, đó thuộc đẳng cấp năm sao nha quý anh chị nha. Đó. Thì quý anh chị thấy không ạ? Đây là hình ảnh thực tế và cái dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn. Đây là một trong những cái dự án đang xây dựng khá là nhanh luôn đó quý anh chị nha, và là một trong những cái dự án mà có cái view cực kỳ đắc địa luôn, cái view cực kỳ đẹp luôn đó quý anh chị, cái view biển đó quý anh chị thấy không ạ? Cái bên xa xa kia là biển đó quý anh chị, đó một bên là biển, một bên nữa là nhìn vào cái khu du lịch biển Trung Lương này, nhìn vào khu du lịch FLC, nhìn vào khu yêu gió này, đó nhìn vào chùa Ông Núi này, một phía đối diện này quý chị thấy không, nhìn vào cánh đồng cánh quạt gió này quý chị ạ, đó một phía nhìn vào cánh đồng quạt gió rồi nha, đó thì view xung quanh của cái dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn này là view cực kỳ đắc địa và cực kỳ đẹp luôn đó quý anh chị. Thì hôm nay mình đến đây chủ yếu là mình quay cái hình ảnh thực tế của cái dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn này để gửi đến tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn, những anh chị ở xa có thể không có nhiều thời gian để ghé đến dự án này để tìm hiểu, thì mình quay cái video này để gửi đến tất cả các quý anh chị và nhà đầu tư có thể thông qua video này mà tìm hiểu kỹ vào cái dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn này ạ. Thì hiện tại thì dự án Thiên đường xanh Quy Nhơn này chưa có mở bán đó, thì khi nào dự án này có cái thông tin mở bán thì mình sẽ làm clip và mình sẽ chia sẻ đến tất cả các quý anh chị cùng tất cả các bạn ạ. Thì cảm ơn tất cả quý anh chị cùng tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Thì quý anh chị nào yêu mến mình có thể đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có nhiều cái động lực mình chia sẻ nhiều cái video có tiếp lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.